4501 series 4 tuyệt đẹp đã có mặt tại shop Đạt Trần Audio Hà Nội. Đây là một trong những cái series thuộc phân khúc thành công bậc nhất của Bose, một trong những cái series mà cái loa Bose có cái đường kính bát lớn nhất các bác nhé, cũng là một trong những cái series mà loa Bose có cái hình thức thiết kế đẹp nhất. Nếu như các bác thường thấy những cái dòng loa Bose thường được đặt ở vị trí treo như là dòng 301 hoặc là nó không có thể trang trí được, thì cái dòng 501 này nó làm được cái điều này các bác nhé. 501 đây là phiên bản series 4, là cái phiên bản đời chót hết số của dòng 501. Đấy, thiết kế rất là đẹp, một cặp loa có một cái thiết kế các bác có thể vừa chơi nhạc vừa trang trí được luôn. 501 series 4 thì cấu hình chúng ta sẽ có một bát với đường kính 25 và hai loa chép giấy được khuếch tán ra hai bên đa hướng các bác nhé. Bát 25 là đường kính lớn nhất trong cái dòng bát của loa Bose, còn thường các bác chỉ thấy là những cái dòng loa bát 16 đến bát 20 thôi. Nhưng em này được trang bị bát 25 và thiết kế với vỏ vân gỗ tuyệt đẹp. Cặp này thì độ mới chỉ thiếu xốp thôi các bác nhé. Rất là mới, chỉ thiếu xốp thôi. Đây các bác xem tất cả các cái chi tiết góc cạnh của cặp Bose 501 series 4 tuyệt đẹp luôn. Đấy. Tất cả các góc cạnh không có sứt mẻ, không có bong chóc, không có bể lở gì cả. Phía đằng sau của em này thì còn rất là mới, nét căng luôn. Các bác xem model là Bose 501 series 4. Cặp loa được phân biệt hai vế trái phải RR left right. Phía dưới cùng thì chúng ta sẽ có một cái phần chân đế đây, vẫn còn đầy đủ các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Góc cạnh của em nó đây, nét căng. Em này thì thiết kế với dạng cái căng lưới vải sọc. Đấy, lưới vải sọc rất là đẹp. Đấy, nó sẽ có những cái đường sọc thẳng đây. Logo của Bose nằm ở phía trước. Đấy, chơi đa năng các thể loại nhạc. Cái chất tiếng của nó rất là uy lực, mạnh mẽ, chơi nhạc đa năng và hát karaoke. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bát 25 này ở vị trí trước mặt và hai loa chép được thiết kế nó đa hướng ở hai bên. Đấy, logo của Bose còn đầy đủ. Đấy, đẹp xuất sắc luôn ạ. Đấy, cặp này thì các bác có thể chơi nhạc và hát karaoke gia đình. Rất tuyệt vời trên cặp 501 này. Đấy, bên em giao lưu mức giá 20 triệu đồng cho cặp loa đẹp xuất sắc. Đấy, và bao zin nguyên bản tuyệt đối. Các bác nào có nhu cầu thì các bác hãy alo cho em. Em Đạt Trần xin chào và hẹn gặp lại.